mình sẽ thoát khỏi gia đình Kaigo. Yeah! Ai là người tiêu diệt chùm cuối nhanh nhất, người thua phải đưa cho người thắng tất cả robot của mình có. Chắc chắn robot sẽ là của mình rồi. Và đừng quên xem video để xem ai sẽ là người chiến thắng nha mọi người. Và trước khi đưa video này, các bạn đừng quên nhấn cho video của Sim được 5 ngày ngay. Và có 3 gia đình Việt này, 3, 2, 1, kêu. Cảm ơn mọi người rất là nhiều. Còn bây giờ bắt đầu thôi. Let's go. Tôi sẽ là người thắng giành được robot. Ủa, cái nhìn kìa, gia đình cay ngục kìa. Gia đình cai ngục hả? Bình thường là chỉ có mấy người thôi, hôm nay là cả gia đình vô bắt tụi mình luôn. Đúng trời rồi. Ơi đầu tư vậy. Ok đúng rồi. Hình như gia đình đang chia nhau ra nữa. Các bạn ơi nhìn kìa, nguyên một gia đình luôn. Dạ cô chú ơi, đợi xíu ra, tí con thoát ra khỏi đây liền cô chú. Ta đã bắt con nhỏ Simi này rồi, ngươi không thoát được đây đâu. Ta sẽ cho cả hai người ở đây luôn. Anh chỉ mới đưa kẹo, tôi mới đưa anh chị ra khỏi đây. Trời ghê dữ vậy. Lần trước á, tụi mình chỉ đối đầu với gọi là ông bố nè, con gái nè, và baby, mà lần này là tổng hết 3 cái luôn. Trời ơi, bây giờ là cả 3 người luôn. Đúng á, rồi. Là 3 sức mạnh gộp lại á. Hơi khó đó. Hơi khó nha, chứ không sao. Vì gọi là gì ta, tất cả robot robot nên tôi sẽ gọi là hy sinh hết. Ủa làm sao để chui ra khỏi đây vậy? Ủa sao cái chỗ này cảm thấy nó khác khác á, không giống bình thường lắm. Ủa khoan, sao đây có mình phá được. Ủa từ từ, khoan nha, bố bắt mình á. Trời ơi, bắt kìa, chạy đi Sim ơi. Nhỏ Simi dám toán hả? Đứng lại cho ta, cả gia đình ta sẽ không tha cho ngươi đâu. Mấy người đứng lại, đưa kẹo cho ta hết. Ơi, hình như là hướng đi của chúng ta là phải lên cầu thang á Simi. Tự nhiên tôi bị chậm. Không được, mình cai nhất định phải đưa hết robot cho Sim. Đây, trời đây, đâu đây. Dễ gì được. Tôi sẽ không bị gì ta, bị chết dễ gì đâu. Đấy. Ôi, có một số người bị bắt ở đây nè. Xin lỗi mấy anh nha, nhưng mà tôi không cứu được mấy anh. Xin lỗi mấy anh nha. Rồi ok. Ôi mà cay, tính ra xin thấy có rất là nhiều người trốn thoát khỏi đây nha, không chỉ một mình đâu. Chứ còn gì nữa. Ôi cái lúc này. Ôi các bạn vừa bị rớt xuống kìa. Ok, ra đây. Đi vô cái cổng, cái cổng thông gió. Cái ai vậy? Hình như cái người này đeo mặt nạ. Chị Mỹ ơi, vô đây chơi với ta đi, ta không làm gì nhóc đâu. Cai ơi, Cai thì Sim nên tin cái ông quỷ xanh lè lét lét này không vậy? Nhưng mà nếu mà mình không tin á, thì mình không biết đi đường nào á, tại vì chỉ có một cái đường để đi thôi. Ôi, biết sao vậy? Thôi tôi nghe lời ông á. Trời ơi! Cai có thấy không? Trời ơi! Ông vừa mới bắt một cái người nào đó. Trời ơi! Ôi, xin lỗi bạn kia nha. Ok. Ôi, ông chạy lẹ quá mấy bạn ơi. Ông bắt đúng. Xong là ông chạy luôn rồi. Ok rồi. Ôi. Là cái ông này đấy hả? Ông này là ông thủy ở dưới quái. Nước đó. Trời ơi, ủa sao quái vật cũng được làm cảnh sát là sao vậy? Ủa rồi sao qua với ông nội ơi? Ôi, cái nhà tù này độc lạ nha. Có khi nào tí nữa mình gặp thủy quái rồi sau đó mình gặp gọi là cảnh sát này nọ nữa. Gạt xuống. Ok, cẩn thận. Ui, đáng sợ à. Rồi, tiếp theo này, bấm cái nút nè. Bấm vô cái nút. Ok, cái gì nữa đây? Ui. Có cái này. Ok, qua đây. Trời ơi, cái nhà tù này đúng là nhà tù của gia đình có hát ha. Nó độc lạ lắm luôn á các bạn. Đúng rồi, ơi. Mình tưởng đâu là chỉ có 3 người kia thôi. Nhưng mà ai ngờ là còn nữa. Ê, đây có em bé luôn nè. Em bé sinh ra làm cảnh sát luôn hả? Cái gia đình này ác dữ vậy. Trời ơi, em bé mới sinh ra làm cảnh sát nè. Nhưng mà mới nhìn mấy em này dễ thương quá. Nhưng mà bé kia là bé nam, còn bé này là bé nữ nè. Trời ơi, gia đình này đẻ ra là huấn luyện làm cảnh sát luôn các bạn ơi. Trời ơi, gì mà dữ vậy. Ok, ui, có thêm một em bé nữa nè. Trời ơi, ba. Nhưng mà tính ra xin thấy ba đứa bé này rất là dễ thương nha, không làm gì mình hết trơn á. Hoặc là do những hình này chị em bé. Ôi, ở đó có một em bé siêu bự khủng lồ luôn kìa. Em bé mà cũng siêu bự khủng lồ hả? Trời ơi, ủa sao em bé này bự dữ vậy? Sao tưởng là em bé nó nhỏ như gọi là nhỏ như bằng tay thôi, sao gì mà bự dữ vậy? Hồi nãy là cái tổ chỉ có 3 người thôi, mà giờ tiên vô đây cái gặp nhiều người quá. Trời ơi, nhìn em bé nè. Anh chị ơi, xuống chơi với em đi, em cô đơn lắm. Trời ơi, cái em bé nó tội nghiệp quá à. Cái thấy bé này cũng dễ thương nha. Có vẻ giống như là bé này là người duy nhất là tốt ở trong cái nhà tù này thôi. Thôi bây giờ mình xuống mình chào em bé thôi à. Ok rồi, chị Sim xuống đây nha. Xuống liền nè. Trời ơi, nít quỷ. Ê, nó không hiền như mình nghĩ lắm nha. Trời ơi, nhỏ hù mình cái mình banh xác luôn. Bởi vậy á, là giờ ai ở trong nhà tù này cũng không tin tưởng được. Kể cả là những đứa bé nha mấy bạn. Tôi muốn xuống tôi chào đứa bé cái nó hù tôi vậy đó mọi người. Trời tức ghê á, lần sau không dám nghe lời em nào nữa trơn á. Ủa cái gì đây? Ôi ông bố
Ui ông bố à, ông bố để ông nhỏ xíu mà giờ ông mập dữ ta. Trời ơi. À, hồi nãy mình còn thấy con nhỏ Simmy mà, bây giờ nó đâu người ta không thấy nữa. Mình mà thấy nó là nó sẽ chết với mình. Trời ơi, cái hồi nãy ông đánh Sim á, giờ sao vậy? Không sao đâu Sim ơi, nếu mà bây giờ chúng ta cẩn thận á là chúng ta không bị ông phát hiện đâu. Chắc không, okay. Đúng rồi. Rồi bây giờ mình lấy cái tấm ván rồi đi qua nha. Đây đó, nè. Lấy cái tấm ván nhẹ nhẹ vậy đó. Ồ, mình bấm nút nè, bấm nút. Ôi, nó bao luôn cái tấm ván. À, không đi bấm. Ok, qua đây, tôi sử dụng các bạn nha, các bạn sử dụng, nhớ tái sử dụng lại nha. Đó, để cho mẹ. Ôi đoạn này mình nhảy qua được luôn Sim, nhảy qua luôn chơi liều luôn. Chắc không. À, không nhảy qua là té đó. Ở đây có hai ông, không phải một ông nữa. Trời ơi sợ. Từ từ. Ai nữa kìa? Ủa sao có cái ông robot trên kia hả? Mèo Simmy đang ở đâu? Ta mà phát hiện mèo Simmy là mèo Simmy sẽ không để nào thoát ra được chỗ này. Trời ơi sao Sim bị truy nã khắp nơi luôn vậy? Chứ còn gì nữa, trời ơi tất cả gọi là robot nó còn truy nã gì đâu. Trời ơi! Mọi người có sao không vậy? Mọi người ơi! Ôi Sim ơi! Sim đừng có để bị té xuống đây nha! Sim mà té xuống đây là coi như số phận chúng ta cũng sẽ giống vậy! Trời ơi! Mình muốn cứu mọi người quá! Mình xin lỗi! Nếu tôi tiêu diệt được những cái này tôi sẽ cứu mấy bạn sau nha! Ok! Bánh xác luôn! Trời ơi! Tức quá! Đi cẩn thận hơn chút xíu nè! Biết rồi! Ok! Ôi, trời ơi! Bạn ơi! Nhanh nha, mình sợ lắm. Bạn này té nè. Ui. Hay quá. Hay quá. Ok. Tiếp mở cái cửa ra cho tôi. Ok. Uầy, một cái có để ý là cái nhà tù này nó gì ta, nó kinh khủng hơn cái nhà tù của chỉ là con gái, nhà tù của em bé với chứ nhà tù gì con nữa. Trai không? Mình thấy là cái thử thách này nó khó hơn nhiều luôn nha các bạn. Đúng rồi. Đây. Sao tôi núp dữ vậy trời. Đó, ok. Hí. Rồi, bấm vô cái nút. Đó, trời ơi. Nãy trừ là chưa thấy trùng nha. Trời ơi chưa thấy. Ủa cái gì vậy? Ủa cái gì vậy? Ê ê, từ. Bolis bed. Trời ơi. Hả? Mấy con cuốn cũng trở thành bolis được luôn hả? Phá nha. Ê, càng nghĩ là nó độc lạ thôi mà càng không nghĩ là nó độc lạ tới vậy nha. Trời ơi đúng là gia đình cay cũng có khác. Trời ơi gì vậy? Sao tính sợ ta? Ui. Ê bên dưới đây tươi sáng lắm mà sao dưới đây kỳ vậy? Ui cái nhìn kìa. Không được đứng gần luôn, trời ơi, không được đứng gần luôn. Banh xác rồi, trời ơi. Để sao giải qua đây. Ôi, chạy lẹ Sim ơi, chạy lẹ. Ui trời, mình đã bị người dí rồi, bị chó dí nữa. Chạy lẹ. Trời ơi, chó ba đầu. Trời ơi, cái gia đình này nó độc lạ lắm rồi, nó hết con người giờ đến động vật luôn các bạn ơi. Trời ơi, đáng sợ. Trời ơi, nhờ cái nhà tù này tôi mới biết gọi là gì ta, độc lạ Bình Dương không là gì hết. Biku hả? Hả? Biku, cái từ lực từ vậy. Biku là hải ngầu á. Ui. Gì ta, hải ngầu là hả ta? Acid nè. Ôi, trời ơi. Sao Sim thấy vô, cái vô đây Sim banh xác mấy lần rồi đó. Không sao Sim, có chí thì nên. Trời ơi, có chí được không nữa nhưng mà... đáng sợ quá. Gạt okay. Cái này xuống. Gạt cái này xuống. Cái cửa kia mở kìa. Mở ra nè. Ok. Ê, tôi cảm giác. Cái gì vậy? Ở cái này là mã hả? Không biết nữa. 4. Ủa cái có cái này là bậc mã không ta? 4 u. Thôi không biết nữa. Thôi mình cứ nhớ cái số 4 đi. Ừ đó. Số 4 đi mọi người. Ok. Được cái gì đây? Ô. Cầu thang. Trời ơi. Gì? Cái gì vậy? Cảnh sát gì đây? Wash your hand, I see you. Rửa tay đi, ta thấy ngươi. Là sao? Ôi, nó nhìn leo kìa Sim ơi. Nó nhìn leo kìa. Rửa tay đúng không? Dạ, rửa tay. Rửa tay liền. Ôi, nhìn sao giờ, sợ mà. Ôi, có bom nè. Ồ, bom. Cái gì vậy? Cái gì? Ôi, cái bom hả? Lầm trái bom, Sim ơi, lầm trái bom. Ôi, rồi sao nữa? Mình để để ngay đây nè. Đây. Ok. Ôi. Được chưa? Chạy đi. Nổ chưa? Coi chừng nó nổ ha. Ủa? Nó lại chỗ cũ rồi. Ủa? Đây, lại nè. Đây. Nhất Vân. Ok. Ôi nguyên đoàn quăng kìa. Ê, xin. Nói gì vậy?
như là nguyên cái binh đoàn này đang triệu tập hết tất cả cảnh sát để bắt tụi mình đi sao á. Nghe thử coi. Tất cả chú ý, hiện tại á là con mèo Simmy nó đang trốn thoát khỏi nhà tù của chúng ta. Ta ra lệnh cho các ngươi là phải truy nã con mèo Simmy đó, bắt được con nhỏ đó về đây. Ai mà bắt được á, ta thưởng cho 10.000 đô. Không chỉ là một mình gia đình mộng quậy là gọi hết tất cả cảnh sát trong rồi là gì ta, nhà tù đi truy nã mình luôn á bạn ơi. Pha này hơi toan nha Sim ơi. Ơi ta... hay là mình đầu hàng đi. Cái gì mà đầu hàng vì không hả? Tôi bắt lên xác định là tôi không còn cái địch luôn á. Là không đầu hàng được hả? Trời ơi, ủa ý là cai muốn bị bắt hả? Nhưng mà nếu mà Sim bị bắt bây giờ sẽ đỡ hơn chứ. Cái gì mà đỡ? Ủa cái quái vật gì đây? Trời ơi, ôi sao vừa bị cổ vũ vậy? Cai ơi, cái này là quái vật cho mọi người rồi. Chạy cái này xuống. Các bạn ơi giúp mình với, mình sợ quá. Trời ơi. Trời ơi ghê quá. Trời ơi, banh xác. Tan thành mấy khối luôn rồi. Banh xác luôn các bạn. Trời ơi, giờ làm sao đây? Nhưng mà không sao, chúng ta đã gạt được cái đó rồi. Mở rồi. Ok. Chạy. Rồi. Ông to như con voi vậy á. Anh bạn à. Ủa sao con rồng cảnh sát ở đây luôn vậy? Im lặng nha. Con biết tờ dịch đây nữa nè. Đây mấy chục biết tờ dịch luôn nè. Biết tờ dịch sẽ phù hộ cho chúng ta. Dịch ơi, cứu em. Thôi hù nó cái đi Sim. Hù nó cái. Nhảy đi. Chạy đi. Ủa không chạy nữa. Trời ơi. Ông đợi tôi hù đó. Ai biết đâu Sim mở cái cửa ra rồi hù nó một cái cho vui. Trời ơi. Ủa rồi ra nè. Trời ơi, bớt dù. Ủa sao anh? Sao nhà ông này giúp phong cận vậy? Ê các bạn thấy cái này giúp phong cận mà giống lắm luôn á. Ok. Giống phong cận. Chạy. Sim nhảy cái gì vậy? Lỡ, trời khổ quá à. Thiệt á. Thật ra cái nhà tù đúng khó luôn á. Ê hình như là nó hơi xa nha. Cái này mình nhảy mình phải để ý nè. Hơi xa luôn á. Ôi cái thấy nó xa không? Từ hay là mình nhảy không ta? Nhảy không được hơn á. Tí nhảy không được hơn á các bạn ơi. Oh my god. Hay. Trời ơi. Những người bị bắt nè. Ồ, Cai ơi nhìn nè, có mấy người là tập gym tập tạ. Anh trai này hình như là đang lên kế hoạch tập tạ để gọi là có sức mạnh á. Trời để... cố lên nha anh trai, tụi em cũng đang cố gắng vượt khỏi ngục này nè. Cái gì đây? Có sữa nè. Ủa. Sữa cây ngục luôn hả? Dữ vậy hả? Ok, tiếp tục. Ê, đi ra ngoài đúng không? Ê, có thấy gì không? Hình như là có đó. Cái gì vậy? Chắc không cần. Bắt cả ta. Cuối cùng ta cũng bắt được ngươi rồi Simmy. Ta sẽ tiêu diệt ngươi, ta sẽ nuốt ngươi. Ngươi không chạy thoát được đâu. Rồi cha. Trời ơi. Phong Cận ơi, sao bạn làm vậy mà? Thì ra tôi biết rồi, chủ cái nhà tù này chính là Phong Cận. Trời ơi. À, đáng sợ quá. Trời ơi, ông đòi nuốt mình kìa Cai ơi. Anh bạn à, bình tĩnh đi bạn, anh bạn. Chuyện gì cũng có cách giải quyết mà. Các bạn ơi, để giúp Sim tiêu diệt con quái vật này, các bạn đừng quên giúp cho video của Sim được. 5.000 like, nhanh lên mọi người. Bạn cứ làm việc này. Nhanh lên. 3, 2, 1. Bây giờ mình sẽ hạ gục nó. Yes. Wow. Tôi còn không tiêu diệt được rồi. Ê, có cái xe gì kìa. Hả? Có xe à? Ôi, vậy tôi thoát ra được rồi. Yeah. Đào xin. Không đào thiệt nha. Đào thiệt luôn á. Rồi, thoát khỏi đây rồi. Hy vọng nó không có một cái thử thách nào đó nó lừa chúng ta nữa. Chứ sao nữa, sao lại lừa được. Ở cái xe này nó có cái tên lửa luôn vậy. Ôi, sẵn như ta. Là nó đưa mình về trời luôn đó. Đi thôi. Wow. Ủa sao cái xe. Cái này. Ê, xe không điều khiển luôn á. Ê, nó đưa. Oh, ok các bạn ơi, thế là mình cũng đã hoàn thành thử thách vượt khỏi
nhà tù của gia đình cai ngục ra mọi người. Và tôi thấy cái gia đình đúng đục lạ luôn mọi người. Gia đình này hơi ghê nha. Toàn thuê quái vật về làm người gọi là cảnh sát không à. Chứ còn gì nữa. Trời ơi, đúng là gia đình cai ngục có khác nha. Ok. Và có vẻ video của mình như này thôi thì các bạn thấy như nào? Các bạn cũng đừng quên bình luận phía dưới cho Sim biết nha. Và các bạn cũng đừng quên giúp cho video của Sim được 5 like. Nhớ nha, và các bạn có 3 giây cuối làm việc này. 3, 2, 1. Kia cảm ơn các bạn rất là nhiều. Robot. Không, robot. À, robot à. Ê, robot của tôi. Tất cả cuối cùng người ở lại cũng chỉ là các bạn thôi. Bye bye.